Hello, chào các anh em, chào Nguyễn Thường Mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với chủ đề giờ ra sao. Và cái line nước hoa mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm rất là nổi tiếng của nhà Giorgio Armani, Armanicchio. Mình sẽ chia sẻ đến các anh em bốn sản phẩm có thể gọi là phổ biến nhất được bán ở Việt Nam và mình nghĩ rằng ở cả bể nữa. Đó là Armanicchio, Armanicchio Profumo Absolute và Profondo. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại mùi hương của từng chai và cuối cùng mình sẽ có một cái đánh giá trên cái quan điểm cá nhân của mình, đó là chai nước hoa nào nên mua nhất trong 4 chai của nhà Giorgio Armani. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình bằng một vài sản phẩm. Đó, mình rất là cảm ơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là line nước hoa Armanicchio giờ ra sao và chai nước hoa nào đáng mua trong 4 chai nước hoa này. Ok, let's go. Ok, đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của line nước hoa Armanicchio. Và chai nước hoa đầu tiên đó là Armanicchio, được ra mắt vào năm 1996 và cho đến bây giờ đây luôn luôn được coi là một cú hit rất là lớn, một trong những chai nước hoa nam dành cho mùa hè bán chạy nhất đó. Nếu như mọi người đã từng xem bộ phim Bố Già và khi một nhân vật chính trở về vùng Sicily, chúng ta sẽ thấy đây là một cái vùng địa trung hải có nắng có gió và những cái vườn trái cây. Thì cái đấy là cái tinh thần mùi hương của Armanicchio. Khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ cảm thấy mùi của biển, mùi của trái cây rất rất là nhẹ nhàng và thư thái. Một cái điều đáng tiếc đó là hiện nay với cái sự phát triển như vũ bão của các nhà nước hoa và cho rất rất nhiều những phiên bản mùi hương cũng nhẹ nhàng và hiệu năng mùi của nó tốt hơn, thì Armanicchio nó không còn là một trong những cái sự lựa chọn hàng đầu nữa. Mặc dù mùi hương của nó, mình nghĩ rằng ở cái mùa hè, ví dụ như ở Việt Nam mình này, để mà kiếm một cái mùi xịt ở văn phòng chẳng hạn ấy thì cũng không nhiều chai ngon nghẻ được như Armanicchio đâu. Thế nhưng mà cái hiệu năng của mùi của nó khá là tệ và đấy là một cái điều rất là đáng tiếc, mặc dù mùi hương của nó mình nghĩ rằng rất là ok. Và vào năm 2015 họ đã ra mắt phiên bản Armanicchio Profumo. Đây là một cái phiên bản mà nhà nước hoa này đã cho thêm một số những nguyên liệu nó làm sâu lắng hơn cái mùi hương. Mà đây ví dụ như mình nói đây là hoắc hương đó, thì cái mùi hương nó vẫn giữ chất là fresh đó, vẫn là một cái chất nước hoa dành cho mùa hè. Thế nhưng cái mùi hương nó đậm đà hơn, nó có cái độ sâu lắng hơn so với Armanicchio. Có nghĩa là nếu như một anh em nào mà cái mùi Armanicchio này hay đấy, thơm đấy, thế nhưng mà nếu mà nó đậm hơn, nó tốt hơn thì Profumo là cái đáp án dành cho các anh em nào đang có cái suy nghĩ như thế. Và sau đó vài năm họ đã ra mắt Absolute. Thực ra đây là một cái line, đây là một phiên bản đi theo một số đông các chai nước hoa mà có sử dụng nốt hương nước biển mix cùng với long diên hương. Ví dụ như ở đây là Bulgari Aqua Marine, Pacoroba Invictus vân vân và một số chai nước hoa khác. Và cuối cùng cái sản phẩm mới ra mắt đó là Profondo. Mình không có tiền mình mua chai full, chỉ có chiết thôi, vial thôi. Đây là cái mùi hương nói chung là vẫn là theo cái phong cách hương nước biển mình vừa xịt xong và nhẹ nhàng. Đó rất rất là nhẹ nhàng. Nói chung nếu anh em nào mà ưa thích cái mùi hương nó xài, nó gọi là dễ xài, xịt đi đâu cũng được và mọi trường hợp bám nó cứ thoang thoảng nhẹ nhàng, thì Profondo chính là cái kiểu mùi như thế. Đó là cảm nhận của mình về bốn chai nước hoa trong cái line Armanicchio. Còn bây giờ chúng ta cùng nhìn lại sau hơn 20 năm thì mùi hương của nó như thế nào và cái chai nước hoa nào đáng mua nhất trong cái line này theo quan điểm của mình. Thì đầu tiên mình thấy rằng mặc dù nó ra mắt từ khá là lâu, thế nhưng Armanicchio nó ít nhiều tránh được một cái quy luật chung, đó là reform mùi. Tất nhiên là mình không dám nói 100%, thế nhưng ít nhiều là nó không bị xì xào, nó không bị gọi là thắc mắc là tại sao cái bét này nó bị thay đổi như một số nhà nước hoa khác. Ví dụ như Landon Lone là một ví dụ tiêu biểu, hoặc là Dior Homme cũng là một trong những ví dụ tiêu biểu.
Còn line Acqua di Gio này thì cho đến tận bây giờ, ví dụ như là Acqua di Gio, Profumo, Absolu là mình không thấy có nhiều thông tin là bị reform mùi. Có thể là có một cái low bet nào đấy có bị vấn đề mà mình không biết, cái đấy thì mình không dám sure đâu. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng khoảng 90% là cái bị reform mùi là gần như là không có. Và đấy là một cái điều mình nghĩ rằng rất là ok trong cái quy luật chung hiện nay của các nhà nước hoa hiện đại. Thông thường sau 3 năm là họ sẽ ít nhiều là sẽ thay đổi công thức. Còn nguyên nhân tại sao thì chúng ta chỉ có Chúa biết được. Đó. Điều thứ hai đó là cái xu hướng mùi của line Acqua di Gio này đến hiện tại nó vẫn rất là đáp ứng được những cái tiêu chí của một chai nước hoa dành cho mùa hè. Ví dụ như ở đây chúng ta thích một cái mùi hương nhẹ nhàng đơn giản, có thể dùng được cho văn phòng hoặc môi trường không gian hẹp, Acqua di Gio. Chúng ta thích một cái mùi hương nó đậm đà, năng động, sport cũng có, tràn đầy thể thao, tràn đầy năng lượng, Profumo. Một cái mùi hương sexy một chút, ngọt ngào, bám ngủ tốt, Absolu. Một cái mùi hương nhẹ nhàng, đa dụng, xịt vào mọi dịp, mọi lúc, Profondo. Thì có thể thấy rằng với một cái line này chúng ta sẽ có rất rất nhiều sự lựa chọn trong từng cái nhu cầu của mỗi anh em. Đó, nó không bao giờ là lỗi thời, nó vẫn đáp ứng được theo từng nhu cầu của anh em. Và đấy là cái điểm tích cực thứ hai của line Acqua di Gio. Và điều thứ ba, chúng ta hãy cùng nhìn nhận lại đó là chai nước hoa nào đáng mua nhất trong cái line này. Theo cái quan điểm của mình vẫn luôn luôn cho rằng Acqua di Gio Profumo là chai nước hoa đáng mua nhất cho đến hiện tại trong cái line Acqua di Gio, đang được một số trong những cái sản phẩm đang được bán rất là phổ biến, thì Profumo là cái chai nước hoa đáng mua nhất. Lý do tại sao thì mình sẽ giải thích. Với Acqua di Gio, mặc dù mùi hương của nó rất là ok, thế nhưng mình nói lại hiệu năng mùi của nó rất là kém. Và cái nữa thì cho đến thời điểm hiện tại có rất rất nhiều chai nước hoa citrus mùi hương cũng rất là ngon, không hề kém cạnh. Và thậm chí là mùi hương, cái hiệu năng mùi nó còn thêm được 1-2 giờ. Đó, thì mình nghĩ rằng có những sự lựa chọn tốt hơn Acqua di Gio. Acqua di Gio Absolu, mùi hương của nó thì chắc chắn là sẽ rất nịnh mũi, bởi vì nó như mình đã nói ở đầu video, nó đi theo một cái hot trend, đó là một chút hương nước biển mix cùng với long liên hương và cộng thêm một chút gỗ gì đấy để làm dày mùi hương. Đấy là một cái công thức pha mùi rất là cũ và hot trend. Mà về đây chúng ta có thể thấy là Dior Sauvage, Paco Rabanne Victus, YSL, không phải đại khái những cái chai nước hoa như thế, Acqua Bulgari, Acqua Marine, đó vân vân. Thì khi mà chúng ta xịt Absolu, chúng ta sẽ ít nhiều thấy cái hình dáng của mấy em đó. Điều đó đồng nghĩa rằng cái việc mà chúng ta kiểu như là cái lối mòn mùi sẽ không thể tránh được khi mà chúng ta xịt Absolu. Còn với Profondo, mặc dù mùi hương của nó rất là nhẹ nhàng, nói chung là đa dụng, nhưng với một cái line rất là nổi tiếng của Acqua di Gio thì mùi hương của Profondo mình đánh giá rằng khá là nhạt nhòa, hơi bị thiếu cá tính. Có rất rất nhiều sản phẩm mùi hương cũng thơm tho, cũng nhẹ nhàng, cũng có một cái kiểu mùi, phong cách mùi như của Profondo. Do vậy mình không đánh giá quá cao cái sản phẩm mới nhất này của nhà nước hoa này. Mà ở đây Profumo, chai nước hoa mình luôn đánh giá nó rất là ok. Bản thân mình chưa mình xịt chai nước hoa này, mình thấy là các chị em cũng ôi trời ơi kiểu như thế, rất là thơm. Thì cộng thêm hiệu năng mùi cũng rất là tốt, đa dụng. Quan điểm của mình cho rằng nếu như các anh em nào đang muốn tìm hiểu về line nước hoa này, Profumo là đủ, không cần thiết phải mua Absolu, không cần thiết đâu nhá. Còn nếu các anh em thì có thể là chúng ta đi thẩm mùi và chúng ta quyết, ở đây thì mình đang gợi ý thôi, không cần thiết phải Acqua di Gio, không cần thiết phải Absolu, không cần thiết phải Profondo, Profumo là đủ đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em cái đánh giá của mình Acqua di Gio sau hơn 20 năm, mùi hương của nó giờ ra sao, và chúng ta có cần thiết phải mua hết hay sẽ chỉ cần một chai là đủ đó.
Mình xin hy vọng các anh em có thích video này, hãy like và share để giúp mọi người cảm thấy video có giá trị. Đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.